chồng của trợ vi là ai bí ẩn quanh người chồng tỷ phú ông xã của trợ vi doanh nhân huỳnh hữu long luôn khiến cho người hâm mộ tò mò về thân thế và đời tư cặp đôi được cho rằng chính thức trở thành vợ chồng từ năm 2009 Thông tin trở vì kết hôn với Huỳnh Hữu Long được truyền thông Hoa ngữ đăng tải vào năm 2010 khi nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách sinh con gái đầu lòng. Được biết, cặp đôi làm đám cưới từ hơn một năm trước khi con gái chung duy nhất của họ chào đời. Từ trước đến nay, truyền thông Hoa ngữ giới thiệu Huỳnh Hữu Long là một doanh nhân người Singapore gốc Hoa. Tuy nhiên, xuất thân và hành trình lập nghiệp của vị doanh nhân này luôn khiến cho người hâm mộ tò mò đặc biệt là khi ánh nhỏ hầu như không bao giờ chia sẻ thông tin đời tư hay mối quan hệ của vợ chồng cô với truyền thông. Trước khi kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng trở vi huỳnh hữu long hầu như không có bất kỳ thông tin nào trên mạng xã hội hay các trang báo. Theo một vài nguồn tin ít ỏi, huỳnh hữu long sinh năm 1976 người vũ hán, anh sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở hồ nam, rồi theo cha ruột sang singapore lập nghiệp khi mới là một thiếu niên cha của Huỳnh Hữu Long là công nhân, còn mẹ buôn bán nhỏ. Anh từng là lái xe trong một thị trường và có những năm tháng lập nghiệp khó khăn. Huỳnh Hữu Long bắt đầu gia nhập giới kinh doanh từ năm 24 tuổi và từng mua một căn nhà bình dân ở Thẩm Quyến vào năm 2001 với giá 2,34 triệu nhân dân tệ để khởi nghiệp. Anh đã phải trải qua những năm tháng khởi nghiệp khó khăn và vất vả các hoạt động kinh doanh của công ty Huỳnh Hữu Long liên quan đến quản lý bất động sản, quản lý đầu tư tài chính, buôn bán vật liệu xây dựng, thương mại du lịch và các ngành công nghiệp khác. Huỳnh Hữu Long còn mở một nhà máy sản xuất thuốc lá ở Macau. Sau nhiều năm lăn lộn gây dựng sự nghiệp, Huỳnh Hữu Long vươn lên trở thành một trong những doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản tiền tỷ và là một trong những doanh nhân Singapore gốc hoa giàu có nhất tại đại lục. Huỳnh Hữu Long thậm chí còn sở hữu một phi cơ riêng trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ và cũng rất hào phóng với những người phụ nữ quanh mình. Khi còn hẹn hò với cựu hoa hậu Hồng Kông Diệp Thúy Thúy, nam doanh nhân họ Huỳnh mua tặng cô hai biệt thự siêu sang trọng, tốn kém làm quà. Với chính người bạn đời của mình, Triệu Vi, Huỳnh Hữu Long cũng không tiếc chi tiền hơn 4 triệu euro để mua tặng cô một trang trại nhỏ ở Paris của Pháp. Năm 2009, mối quan hệ giữa doanh nhân Huỳnh Hữu Long và Trợ Vi được chính doanh nhân họa hình công khai. Được biết, trước khi trở thành chồng của nữ diễn viên nổi tiếng, Huỳnh Hữu Long từng có một đời vợ và một cậu con trai riêng. Cậu con trai lớn của Huỳnh Hữu Long hiện đã hơn 20 tuổi và có mối quan hệ khá tốt với Trợ Vi và cô em gái cùng mẹ khác cha. Trợ Vi và Huỳnh Hữu Long gặp lần đầu tại một bữa tiệc nhỏ năm 2009. Doanh nhân Họ Huỳnh và Triệu Vi quen biết nhau qua sự giới thiệu của thiên hậu Vương Phi, bản thân của nữ diễn viên nổi tiếng. Vài tháng sau đó, họ tiến tới hôn nhân. Để chinh phục én nhỏ, Huỳnh Hữu Long chấp nhận kết thúc mối quan hệ với Hoa hậu Hồng Kông năm 2005 Diệp Thúy Thúy Người đẹp Diệp Thúy Thúy cho biết Huỳnh Hữu Long muốn làm đám cưới và làm cha nhưng cô lại chưa sẵn sàng nên từ chối lời cầu hôn của bạn trai cũ. Chính lúc này, Triệu Vi đã xuất hiện và khiến cho cuộc tình của cặp đôi tan vỡ. Để chinh phục Triệu Vi, doanh nhân giàu có Huỳnh Hữu Long không thích tiền mua cho cô những món đồ hiệu đắt tiền, điện thoại di động gắn kim cương, đồng hồ kim cương, trang sức kim cương trị giá hơn 200 triệu nhân dân tệ việc trở thành bạn trai rồi chồng của én nhỏ trở vi một trong những nữ diễn viên hạng a đình đám của làng giải trí hoa ngữ giúp tên tuổi của huỳnh hữu long được nhiều người biết tới sự nghiệp kinh doanh của anh cũng vì thế mà thuận lợi hơn anh trở thành doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo và có uy tín lớn. Năm 2015, Tony Fortun đã đưa vợ chồng Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long vào danh sách những người giàu nhất thế giới dưới 40 tuổi. nữ diễn viên xinh đẹp còn góp mặt trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân năm 2018 và đứng thứ 100 trong tổng số 102 người. Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz hoa ngữ đứng ngang hàng với các doanh nhân có khối tài sản cách dù trên thế giới. Năm 2016, vợ chồng Huỳnh Hữu Long và Trợ Vi khiến công chúng xôn xao khi đầu tư 3 tỷ nhân dân tệ mua cổ phần của tập đoàn Văn hóa Vạn Gia. Tài sản dòng của vợ chồng Trợ Vi ở thời điểm năm 2016 lên đến gần 5 tỷ nhân dân tệ. Chồng của Triệu Vi có mối quan hệ rất chặt chẽ với tỷ phú Jack Ma. Khi Jack Ma mời Bill Gates ăn tối vào năm 2014, Huỳnh Hữu Long đã có mặt tại bàn tiệc. Sau đó, khi Evergrande và tập đoàn Alibaba công bố ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, chồng Triệu Vi cũng đã xuất hiện trong buổi họp báo. Năm 2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của cha Huỳnh Hữu Long, doanh nhân Jack Ma cũng tham dự bữa tiệc. Năm 2014, vợ chồng Triệu Vi đầu tư hàng tỷ đô la Hồng Kông vào tập đoàn Alibaba Pictures của Jack Ma và trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn này. Và cũng trong năm đó, cặp đôi đã kiếm được gần 1,91 tỷ nhân dân tệ qua thị trường chứng khoán. Được biết, cổ phiếu và bất động sản là hai nguồn mang lại doanh thu lớn nhất cho hai vợ chồng Triệu Vi. Trong đó, bất động sản chiếm khoảng 100 triệu USD và đầu tư cổ phiếu gần 650 triệu USD. Tuy nhiên, vào cuối năm 2016, vợ chồng Triệu Vi vướng vào bê bối tài chính và cáo buộc làm lũng đoạn thị trường chứng khoán, vụ việc khiến công ty của họ bị điều tra và hai vợ chồng nhận án phạt nặng. Ngoài ra, còn bị cấm tham gia thị trường chứng khoán 5 năm. Scandal này cũng hủy hoại danh tiếng của Triệu Vi. Trong 5 năm qua, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách liên tục vướng vào những vụ kiện kinh tế, truyền thông hoa ngữ tiết lộ trừ vì phải đối mặt với hơn 500 án kiện lớn nhỏ và bị xử thua 102 vụ với số tiền bồi thường gần 12 triệu USD. Giữa tháng 4 năm 2021, ngôi sao nổi tiếng bị đóng băng cổ phiếu tại ba công ty trong vòng 3 năm. Theo Sina, tổng số cổ phiếu là hơn 400.000 USD. Từ năm 2017, sau khi bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán, chồng của Triệu Vi, doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực sang bạc. Doanh nhân họ Huỳnh được cho rằng đã dốc toàn bộ gia sản vào mảnh đất cờ bạc đầy tiềm năng Saipan của Mỹ. Tháng 2 năm 2016, tập đoàn Solong Holding do chồng của trợ vi được tên thông báo mua lại một công ty thuộc tập đoàn khách sạn với giá 197 triệu nhân dân tệ để xây dựng một khách sạn ở Saipan. Để có đủ vốn đầu tư vào mảnh đất này, Huỳnh Hữu Long còn phải vay mượn. Tuy nhiên, Huỳnh Hữu Long được cho rằng đang đứng trước nguy cơ phá sản khi không có khả năng chi trả cho các khoản nợ do tình hình kinh doanh khách sạn ế ẩm, ngành du lịch giảm sút thảm hại bởi dịch bệnh Covid-19 trong vòng 2 năm qua. Tháng 6 vừa rồi, truyền thông Hoa ngữ lại ồ ạt đưa tin doanh nhân Huỳnh Hữu Long bị chủ nợ đâm đơn kiện đòi hơn 38 triệu USD. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long cũng được cho rằng đã tan vỡ. Sau sóng gió cổ phiếu năm 2016, Triệu Vi rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty Longway Media do chồng nắm giữ. Từ năm 2018, Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long không còn xuất hiện bên nhau. Nữ diễn viên nổi tiếng chủ yếu sống và làm việc tại Đại Lục, cô cũng quay lại làng giải trí với tư cách diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và góp mặt trong không ít những show truyền hình. Trong những năm bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán, Trừ Vi được cho rằng vẫn nắm giữ 75 triệu USD cổ phiếu tại An Financial Group, trực tiếp của tập đoàn Alibaba Group Holding Ltd của tỷ phú Jack Ma dưới tên mẹ cô, bà Ngụy Khải Dĩnh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng cũng khiến cho mọi người hoang mang khi gỡ bỏ hình ảnh liên quan tới Huỳnh Hữu Long và từ chối bình luận về khoản nợ 38 triệu USD mới đây của ông xã. Năm 2021, ngôi sao họa bì không ít lần bị bắt gặp đi cùng và nghi ngờ sống chung với một người đồng nghiệp kém tuổi. Trước những câu hỏi liên quan tới tình trạng hôn nhân, én nhỏ chỉ im lặng, từ chối bình luận nhờ kết hôn với huỳnh hữu long chuyên vi sở hữu khối tài sản khổng lồ và đứng vào hàng ngũ những nữ tỷ phú của trung quốc sau những năm gần đây cô liên tiếp gặp những rắc rối tài chính vì công việc làm ăn liên quan tới chồng cũ